Quê nhà tiễn biệt cô gái trẻ xinh đẹp bị sát hại, giấu thi thể. Mẹ mất sớm, cô gái trẻ 21 tuổi ở Thanh Hóa phải gác lại việc học hành, ra Hà Nội tìm việc làm để phụ giúp bố nuôi hai em ăn học. Ngày 21 tháng 2, gia đình, người thân và bà con chòm xóm đã tiễn đưa chị LTTL, sinh năm 2003, ngụ tại thôn Thành Thắng, xã Luận Thành, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Cô gái trẻ bị sát hại, giấu thi thể trong một phòng trọ ở quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội hôm 7 Tết, tức là ngày 16 tháng 2, dương lịch, về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang quê nhà. Trong căn nhà nhỏ, mái ngói đơn sơ, rất đông người thân, hàng xóm tới thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình ông LXS, sinh năm 1982, ngụ tại thôn Thành Thắng. Ai cũng tiếc thương cho cô gái trẻ xinh đẹp, hiếu thuận nhưng đoản mệnh. Cháu ngoan hiền, biết lo cho bố và hai em nhỏ. Cứ tưởng có công việc ổn định để giúp bố và các em ăn học. Ai ngờ cháu nó lại chịu cảnh đau lòng đến vậy. Bà LTO, cô ruột của nạn nhân, đau buồn, nói. Theo ông Cầm Bá Tâm, trưởng thôn Thành Thắng, gia đình nạn nhân thuộc hộ nghèo của xã có hoàn cảnh khó khăn. Vợ ông S mất cách đây 4 năm do tai nạn giao thông. Ông S phải một mình nuôi 3 con ăn học. L là chị cả trong nhà. Khi vợ anh S mất, lúc đó L mới 17 tuổi, nhưng cháu nó đã phải nghỉ học giữa trường, ra Hà Nội tìm việc làm để hỗ trợ bố nuôi hai em ăn học. Ông Tâm chia sẻ. Cũng theo ông Tâm, kể từ ngày vợ mất, ông S sức khỏe không ổn định, công ăn việc làm không có nên gia đình anh S chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng. Giờ người con gái đầu qua đời, không biết gia đình anh ấy có vượt qua được khó khăn này hay không. Ông Tâm thương cảm. Trước sự ra đi của chị L, bà con hàng xóm ai cũng bàng hoàng, thương xót cho cô gái phải ra đi oan uổng khi tuổi đời còn rất trẻ. Cháu nó mới hơn 20 tuổi, tương lai tươi sáng còn đang ở phía trước. Vậy mà sau nó, nghi phạm sát hại nạn nhân nỡ xuống tay tàn độc với cháu. Chúng tôi mong cháu ra đi bình an, gia đình sớm vượt qua mất mát này, bà O chia sẻ. Cô gái trẻ bị sát hại, giấu xác phi tang. Như tin đã đưa, khoảng 12 giờ 30 phút ngày 19 tháng 2, Công an quận Thanh Xuân đã bắt giữ Hoàng Minh Hào, sinh năm 2004, trú tại thị trấn Kép, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, để điều tra, làm rõ hành vi sát hại chị LTTL, sinh năm 2003, tỉnh Thanh Hóa, trú tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Theo thông tin ban đầu, ngày 16 tháng 2, Hào lên mạng xã hội tìm nhà trọ và liên hệ được với chị L. Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 16 tháng 2, Hào hẹn gặp chị L tại căn nhà trong ngõ 79 Cầu Giấy để xem phòng trọ, nhưng do không đủ tiền đặt cọc nên Hào đã đi về. Đến khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, Hào tiếp tục hẹn gặp chị L tại nhà trọ để đặt cọc tiền thuê nhà. Tại đây thì Hào đã được chị L dẫn lên phòng 302, tầng 3 để xem phòng. Thấy chị L đi một mình nên Hào đã nảy sinh ý định cướp tài sản và đã dùng tay sát hại nạn nhân. Sau khi thấy chị L không qua khỏi, Hào đã giấu xác nạn nhân vào ngăn tủ bếp. Đối tượng đã lấy một xe máy hiệu Honda Vision, hai điện thoại của nạn nhân và rời khỏi hiện trường. Gây án xong, Hào sử dụng xe máy của nạn nhân làm phương tiện đi lại và thuê nhà để ở tại ngõ 152, Nguyễn Đình Hoàn, quận Cầu Giấy. Đến 12 giờ 30 phút ngày 19 tháng 2, công an phát hiện bắt giữ Hào. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra, công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Vâng, cũng liên quan tới nội dung trên thì trong chương trình Nhật ký cuộc sống ngày 19 tháng 2, chúng tôi đã phát sóng loạt phóng sự về việc tại đền Bảo Lộc Nam Định có hiện tượng tiền trao ấn đóng ngay trong cung cấm. Với việc bán ấn công khai như vậy đã mang lại số tiền không nhỏ cho thủ nhang và những người có liên quan. Trong khi đó, công tác quản lý tài chính lại chưa được giám sát chặt chẽ. Công tác tu bổ đền hàng năm chưa được quan tâm đúng mức. Trong bản tin Nhật ký cuộc sống ngày hôm nay, chúng tôi xin nhắc lại về câu chuyện này và phản hồi của chính quyền địa phương trước thông tin mà kênh VTC14 đã phát sóng. Những hình ảnh này được chúng tôi ghi nhận tại đền Bảo Lộc ngày 17 tháng 2. Hai bên lối vào là các dãy sớ, hàng mã, các sạp đổi tiền lẻ. Và thậm chí là cả những bùa, trấn, ấn cũng được bày la liệt. Ấn đền là một nét đẹp văn hóa tâm linh của người Việt nhưng đã bị người đàn ông này mang ra thương thảo như một món hàng bán buôn. Lấy 70% thôi gì đó. Ra 200.000 còn có 40.000 một bộ thì em bỏ bao nhiêu phần trăm? Làm cho em, các em về, còn việc của các em lấy như thế nào thì kệ các em. Thì anh bọn em có cần phải vào trong kề để xin không? Anh sẽ đứng ra anh xin cho các em. Không chỉ vậy, theo chân đoàn khách phía trước,
chúng tôi tới cánh cửa có ghi dòng chữ cung cấm. Dù là cung cấm nhưng ai cũng có thể tự do ra vào và có cả đặc quyền tự tay đóng ấn của riêng mình. Đóng đi, tự đóng đi. Mình tự đóng đi. Tự tay mình tự tay. Anh ấn đấy, tự tay. 250. Bao nhiêu ạ? 250. Đây ạ. Đây ạ. Những cái thông tin của đài VVC là có chuẩn xác, an toàn chuẩn xác, và đây cũng là trách nhiệm của anh em tôi ở địa phương trong cái việc mà đã triển khai rồi nhưng mà công tác kiểm tra giám sát là chưa thường xuyên, chưa kịp thời, chưa chặt chẽ, cho nên là có những cái việc để xảy ra. Trở lại đền Bảo Lộc, các hàng quán hai bên đã bớt lộn xộn hơn. Ban thủ nhang đã được chính quyền địa phương nhắc nhở, tuyên truyền. Và những hình ảnh này được chúng tôi ghi nhận vào chiều ngày hôm qua, 20 tháng 2, trong cung cấm của đền Bảo Lộc. Còn đây là phản hồi của chính quyền huyện Mỹ Lộc trước thông tin về tình trạng tiền trao ấn đóng ngay trong cung cấm và cách làm việc của lãnh đạo xã Mỹ Phúc. Với cái phóng sự cũng như cái phản ánh của phóng viên thì lãnh đạo huyện cũng sẽ có những cái động thái làm việc với lãnh đạo xã. Và ngay hôm qua và kể cả sáng nay khi làm việc thì đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân huyện cũng đã phê bình và chấn chỉnh cái việc mà cung cấp thông tin cũng như trả lời báo chí của lãnh đạo địa phương xã Mỹ Phúc. Với góc độ phân cấp quản lý về cán bộ, đồng chí chủ tịch ủy ban xã là phó bí thư đảng ủy được phân công phụ trách chủ tịch ủy ban xã, thì hiện nay thì cũng sẽ xin tiếp thu và có cái chấn chỉnh theo cái quy định của đảng cũng như cái quy định của chính quyền. Thì cái này thì chúng tôi cũng sẽ tiếp thu và có cái biện pháp để xử lý chấn chỉnh trong cái công tác cán bộ và đánh giá cán bộ trong cái thời gian tới. Xin được nhắc lại là trước đó Thủ tướng Chính phủ đã có công điện yêu cầu các địa phương khi tổ chức lễ hội đầu xuân không được để xảy ra các hoạt động mê tín dị đoan, biến tướng, lệch chuẩn xã hội, lợi dụng các hoạt động tâm linh trục lợi. Nếu địa phương nào vi phạm, người đứng đầu sẽ phải chịu trách nhiệm. Câu hỏi đặt ra là câu chuyện tiền trao ấn đóng ngay trong cung cấm ở đền Bảo Lộc Nam Định diễn ra trong suốt thời gian qua đã có ai đứng ra nhận trách nhiệm? Và số tiền thu về thời gian qua sẽ được xử lý như thế nào? Đó vẫn còn là câu hỏi đang được bỏ ngỏ và chỉ chính quyền huyện Mỹ Lộc và tỉnh Nam Định mới có câu trả lời thỏa đáng.